Có thể nói nếu chúng ta chỉ xem mà không phân định đâu đúng đâu sai, đâu thực đâu ảo thì chia sẻ của tác giả Phí Rơ Trần này có lẽ mà nhiều người công giáo cũng hay mắc phải. Với nhiều tiêu đề của nhiều chia sẻ qua hình ảnh Đức Giáo Hoàng đưa hình ngón tay Bàn tay lên giống như hình các diễn viên nổi tiếng, các nhân vật nổi tiếng vẫn hay đưa một tấm hình mang hình dáng của hai chiếc sừng của Satan thì nhiều người nói Đức Giáo Hoàng thờ Satan và thực hư như thế nào? Có lẽ khi đọc một bài báo hay một chia sẻ về nội dung này mà đọc ngay tựa đề là Đức Giáo Hoàng thờ Satan thì có lẽ nhiều người vô cùng cảm thấy bị sốc. Sốc là bởi vì đạo công giáo là do chính Chúa Giêsu đã thiết lập Chúa Giêsu là đấng từ trời đến là Thượng Đế đã xuống thế làm người để cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm rõ và nói cho chúng ta biết con đường chân lý và chỉ cho chúng ta biết con đường về trời, về vương quốc của Ngài. Trên mạng xã hội bấy lâu nay lan truyền một bài viết chống phá đạo công giáo khá là quyết liệt. Phải nói rằng chống phá quyết liệt bởi vì họ dám trưng hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phan Cô, đưa bàn tay với ám hiệu mà họ nói đó là ám hiệu của đạo thờ Satan. Hình cặp sừng quỷ ý họ nói rằng Đức Giáo Hoàng đó là quỷ chúa. Kỹ thuật của họ khá là điêu luyện khi họ trưng dẫn hàng chục những gương mặt nổi tiếng trên khắp thế giới từ các tổng thống Mỹ, các chính trị gia của các cường quốc, các thể thao gia, các minh tinh màng bạc Hollywood rồi lại chèn hình của Đức Giáo Hoàng vào chung với những người đó và họ kết luận tất cả là đồng bọn là tín đồ của đạo thờ Satan. Dấu hiệu họ đưa lên đó là dấu hiệu một bàn tay với ngón út và ngón trỏ đưa thẳng lên. Ngón áp út và ngón giữa cuộn vào lòng bàn tay, còn ngón cái chìa ngang ra. Họ nói đó là dấu hiệu ám chỉ hai cái sừng quỷ. Thực sự thì đây là dấu hiệu có ý nghĩa vô cùng dễ thương, I love you. Nó được dùng rất phổ biến ở trong American Sign Language, còn gọi tắt là ASL. ASL là ngôn ngữ dùng bàn tay để ra dấu hiệu cho người khuyết tật câm và điếc và cũng để cho chính những người bị khuyết tật này có thể nói chuyện với nhau. Còn nắm hiệu mà họ thực sự muốn ám chỉ sừng ma quỷ thì nhìn thoáng qua tưởng giống nhưng hoàn toàn khác. Nó khác ở chỗ ngón tay cái thay vì chìa ra thì nó xếp vào. nằm bên ngoài hai ngón trỏ và ngón giữa trong lòng bàn tay. Hình này mới thực sự là nhìn giống hình hai cái sừng và được gọi là sừng quỷ. Những người hiểu biết có thể nhìn thấy được những ác tâm, những kẻ đánh phá công giáo và đặc biệt đánh phá Đức Giáo Hoàng. Nhiều người nổi giận với họ quá coi thường những người mà họ dễ dàng lọc lừa qua những hình ảnh và chia sẻ cách trên mạng xã hội. Họ đưa con gà và rồi nói con vịt. Họ treo đầu dê và bán thịt chó để lừa những người cả tin. Họ cố tình gạt người không rõ nguồn gốc và ý nghĩa của dấu hiệu này. Họ tưởng trên đời này tất cả mọi người đều là khỉ là vượn hết và theo đám đông chỉ là cừu non mà thôi. Nếu chỉ vào Google và chỉ cần đánh mấy chữ ILY sign thì nó hiện ra hàng trăm ngàn chi tiết và tha hồ mà xem, tha hồ mà đọc. I L Y là viết tắt của chữ I love you. Và mọi người cũng có thể kiểm tra thông tin này qua Wikipedia để mà sẽ tìm ra chỉ trong chốc lát mà thôi. Cách đây mười mấy năm ở vùng Bắc Cali ở San Jose đã xảy ra một biến cố dở khóc dở cười. Giờ khóc vì có một số Phật tử đùng đùng nổi giận phản bác viết báo chửi rủa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vị giáo hoàng đã từ nhiệm và Đức giáo hoàng Francisco được bầu lên để thay thế. Khi Ngài viết sách trong đó có đề cập đến Phật giáo thì Ngài xếp Phật giáo là tôn giáo vô thần, chẳng có gì lớn lao, nghi kỵ hay bài bác Phật giáo hết. Nhưng nó lại ì xào và làm cho nhiều Phật tử nổi cơn tam bảnh. Điều đáng cười là bởi vì những vị Phật tử đó phải nói là kiến thức khá là eo hẹp về mặt thần học mà nhảy đong đỏng lên khi mình thực sự chưa hiểu hết về ý nghĩa của hai chữ vô thần mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Ngài viết trong sách thần học của Ngài đó là nghĩa gì? Nên biết trước khi trở thành giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Ngài là một nhà thần học, một thần học gia, một giáo sư thần học nổi tiếng trên thế giới chứ không phải chỉ trong đạo công giáo mà thôi cũng nên biết khi người bình dân nghe chữ vô thần là họ nghĩ ngay đến những kẻ không tin trời không tin đời sau và chết là hết con người từ khỉ tiến hóa chứ không có thượng đế nào tạo dựng đó là niềm tin theo họ nghĩ là như vậy quan điểm đó rất phổ biến và hiện tại nhiều người đang đi theo con đường đó và sống đúng kiểu như vậy họ chỉ nghĩ rằng họ chỉ có một cuộc đời dương thế này mà thôi nhưng trong thần học chữ vô thần mang một ý nghĩa khác nói chung tôn giáo nào cũng tin và thờ một hay là nhiều vị thần thần đối với họ có thể là chúa là Allah là ông này bà kia và thậm chí là một cục đá một con này con nọ con chuột con bò tôn giáo mà không có vị thần nào để họ thờ thì gọi là tôn giáo vô thần và thông thường người ta xếp về phương diện này với ba mức độ độc thần, đa thần và vô thần. Tôn giáo độc thần là họ chỉ tin và thờ một vị Chúa tể càng khôn duy nhất, đó là đạo công giáo, chỉ tin thờ Thiên Chúa ba ngôi và gọi là tôn giáo độc thần. Họ tin chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã xuống thế làm người và là một con người lịch sử có bằng chứng lịch sử mà các nhà khoa học lỗi lạc thời nay đã phải công nhận và phải chứng minh và hiển hiện ngay và xuyên qua lịch sử của dân Israel. Chính vì lý do này nên ngày xưa mới có sự ngộ nhận rất lớn rằng là người Việt thờ kính tổ tiên như thờ Chúa. Cho nên các nhà truyền giáo cấm mọi hình thức thờ ông bà cúng kiến. Họ không hiểu trong đạo thờ ông bà, chữ thờ chỉ là sự kính nhớ và chữ đạo chỉ nói lên văn hóa tập tục như đạo vợ chồng, đạo trà, đạo nghĩa giang hồ, chứ không mang nghĩa là một tôn giáo. Thực chất người Việt không thờ ông bà nhưng thờ ông trời hay thờ thiên chúa, người ta đốt nhang lại bàn thờ tổ tiên cũng giống như là lại cha mẹ ông bà trong ngày cưới, đâu có gì là quá đáng. Còn sống lại được tại sao khi chết không lại được, đó là câu nói còn sống phụng dưỡng khi chết sao không cúng kiến thỉnh tổ tiên về ăn được. Đó là điều sai lạc và thói quen đó vẫn còn giữ như vậy cho đến ngày nay. Tuy nhiên với đạo công giáo tin thờ Thiên Chúa duy nhất là cha tình yêu của mỗi người chúng ta Chúng ta tin vào tình yêu của Ngài Tin vào sự quan phòng của Ngài Thì những người thân yêu của chúng ta Nếu tin vào Ngài khi rời khỏi cõi thế này Cũng được vào vương quốc với Ngài mà chẳng có ai, chẳng có một tôn giáo nào ngoài tôn giáo, công giáo Mà nhiều người biết rằng là có một người từ trời xuống nói cho những người ở trên thế gian này biết những gì về trời. Một vị từ trời xuống nói cho chúng ta biết về một chân lý duy nhất, một con đường duy nhất để chúng ta có thể được về trời với ngài. Thử hỏi rằng, Đức Phật có phải là một vị thần hay không, hay chỉ là một người phàm và người có gia đình, có vợ, có con và rồi bỏ vợ, bỏ con đi tìm đường tu cho bản thân mình? Người công giáo rất tôn sùng Đức Chính Nữ Maria là thân mẫu của Chúa Giêsu Và chúng ta phân biệt tôn hữu, tôn kính mẹ, cầu nguyện cùng mẹ chứ không phải là tôn thờ mẹ như tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Kính và thờ nghĩa hoàn toàn khác xa nhau. Những tôn giáo tin và thờ nhiều vị thần thì gọi là tôn giáo đa thần. Và thế giới này có rất nhiều tôn giáo đa thần không bàn bởi vì lẽ rất nhiều không mang ảnh hưởng cũng như là mang đến ơn cứu độ cho những người tin thờ Thiên Chúa và cụ thể là tin vào Chúa Jesus Kitô đã xuống thế làm người là một con người lịch sử mà ngày nay kinh thánh vẫn còn hiển hiện ở đó. Nói về tôn giáo vô thần là tại sao những người Phật tử ở San Jose họ lại nổi động lên như vậy? Tôn giáo vô thần là một tôn giáo không thờ một vị thần nào hết đó chính là Phật giáo. Đức Phật không phải là Thượng Đế, không phải là đấng toàn năng gì cả và cũng chả phải là đấng tạo dựng. Đức Phật chỉ là một người thọ tạo giống như từng người chúng ta. Được Thượng Đế dựng nên là một con người rất đỗi bình thường như bao con người khác, có ăn uống, có lập gia đình và có sinh con. Và hoàn toàn nhìn lại lịch sử của Phật giáo, chúng ta thấy ngài không dạy một tín đồ hay đệ tử nào phải tin ngài là chúa tể càn khôn và hẳn nếu theo đạo phật mà chúng ta không hiểu về lịch sử của đức phật chỉ là một người phàm giống như mỗi người chúng ta thì đó là điều vô cùng đáng tiếc kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng